Hello, chào mừng anh em trở lại channel của mình nhé. Hôm nay thì mình đã ăn cái trái của Dragon này để chuẩn bị cho cái update 20. Và trong video này thì mình sẽ pha thông thạo của trái Dragon này nhé. Trái rồng, pha thông thạo của trái rồng và mình sẽ thử sức mạnh của cái trái rồng này với cả Seabit. Thì trong video này thì mình sẽ pha thông thạo lên 350 và sau đó sẽ đi săn Seabit để cho anh em cùng xem là cái sức mạnh của cái trái rồng này khi mà cái săn Seabit thì nó có ngon như những cái trái khác không. Tập sau thì mình sẽ tập PvP cùng với cả trái rồng này. Ok anh em, bây giờ thì mình đi pha thông thạo trước nhá. Đó, vẫn cái địa điểm cũ thôi. Mình sẽ đến cái chỗ con bot mà để lấy Tushita ấy. Sau đó thì mình sẽ pha thông thạo ở đây. Xong con boss đầu tiên anh em nhé, được 114 điểm thông thạo. Thế này thì chắc là pha cũng nhanh thôi. Nhiều người săn cái con bot Tushita này các bạn, tức là người ta cũng đi farm thông thạo ấy, thế cho nên là mình đã quyết định sang cái đảo bánh để farm cho đỡ mất thời gian đi tìm anh em. Tiện thể thì qua đây ăn con bot Big Mom này. Ok anh em nhá, cuối cùng thì mình đã farm được lên đến thông thạo 310 rồi. Bây giờ thì mình sẽ thử cái skin hóa rồng của nó xem. Ây chà, hóa rồng mày đánh đam vẫn thế sao? Đã được thêm một chữ X nhá. Bây giờ thì mình sẽ đi về lại cái pháo đài trên biển, sau đó thì mua cái thuyền và chúng ta sẽ cùng nhau đi săn si nhá, để xem là sức mạnh thực sự của nó như thế nào. Ra đây mua một cái thuyền và đi săn si thôi anh em. Anh em mà muốn chơi game chung cùng với cả mình ấy, hoặc là nhờ cần mình giúp đỡ cái gì ấy, thì có thể kết bạn với mình nhá. Nếu mình rảnh mình sẽ giúp đỡ cho các bạn, và mình chỉ chơi game buổi tối thôi. Đó, tên nhân vật thì ở trên góc màn hình, các bạn cứ nhìn theo tên nhân vật và các bạn kết bạn với mình nhé. Đây, con Seabit đầu tiên này rồi, 36 đam và chiêu Z. Đấy, chiêu X thì không dùng được. Chiêu C này thì được 5400 đam, nhưng mà chiêu C này phải giữ. À, lúc nãy mình đã đổi sang cái mili người cá nhá, để mà đi đánh Seabit cho nhanh. Từ hóa rồng nó sẽ là
cả. Nó dòng này cái Jose được 9.3 RAM, đam to hơn. Và chiều X cũng đánh được. Chiều Z thì đã vẫn thế. Hóa rồng này như là chỉ tăng thủ thôi hay sao nhỉ? Chỉ có thêm chiều C thôi. À, cái chiêu C của cái dạng biến hình đấy thì anh em đánh, khi anh em đánh thì sẽ không bị mất chiêu đâu, tức là bị đánh, bị con C nó đánh thì không bị mất chiêu đâu, chỉ cần giữ C nó vẫn đánh được. Đó, bị C đánh nhưng mà vẫn giữ chiêu thì vẫn đánh được. Nói chung là mình thấy cái trái này không mạnh bằng cái trái tơ luôn. Không mạnh bằng, nếu mà để mà nói sang si thì không mạnh bằng trái tơ đánh còn đam còn nhiều hơn. Ok, bây giờ mình sẽ treo máy ở đây và chờ cho ba con si nó xuất hiện nhé, để đánh thử ba con si xem là liệu có đánh nổi không nhá. Mình thấy nó hơi yếu, chờ mãi mà không được ba con si nào anh em ạ, cho nên là mình phải để sang ngày hôm sau. Đây, ngày hôm sau thì mình gặp được ba con si thì mình quay video lại để cho anh em cùng xem. Phải quay sang ngày hôm sau nên là lên video nó hơi muộn hơn bình thường. Ok anh em nha, bây giờ hóa rồng đánh vô thử luôn này. Đánh 3 con sim chiều C được 26.000, tức là cũng 9.000 con. Khoảng 9.000, đánh khoảng 9.000 một đai một con. Về cơ bản thì cái skin của cái trái rồng này thì nếu mà để sang si chắc ngon nhất là skin C thôi. Còn hai skin kia đánh thì mình thấy không được mạnh lắm, hơi yếu. Skin C của nó khi mà hóa rồng thì đánh đam to nhất này, đam là 9.000 này. Skin X được khoảng 3.000, hơn 3.000 này. Skin Z được khoảng hơn 3.000 nữa này, khoảng 7.000 cũng 9.000 đấy. Đánh tổng đam của trái quỷ là chỉ rơi vào tầm 16.000 thôi, yếu hơn cả trái cũ của mình. Trái tơ của mình còn đánh còn được nhiều đam hơn. À, nếu mà mình mà không kết hợp với cả melee thì chắc là hơi khó đánh anh em ạ. Mình đã đổi sang cái melee người cá này để cho nó dễ đánh hơn, nhưng mà có vẻ đánh hơi vất vả. Bây giờ mình sẽ tập trung người đánh con si này nhá, vì mình yếu quá rồi, đánh không khéo thì lại chết. Anh em bấm giúp mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để cổ vũ cho mình xử lý ba con si bít này nhá. Cảm ơn anh em. Rồi, chết một con rồi. Cầm cái trái này mà đi đánh si mà không có melee hỗ trợ thì chết chắc 100% luôn. Rồi luôn, con nào ra đây đánh mình luôn nè. Thêm nó mua chi ra đây nữa, không biết là định làm gì đây. Ai à?
Mochi à? Bây giờ mình PV thử luôn với cả cái thanh niên Mochi này xem là có đánh nổi không nha. Mình vừa mới cầm trái này cũng chưa biết là combo thế nào, không biết là ở đây có anh em nào đang xem mà biết combo của cái trái này thì có thể comment ở phía dưới giúp cho mình nhá. Mình sẽ tập combo và đi săn bounty bằng cái trái này. Thôi bây giờ mình không không biết combo thì mình cứ spam chiêu thôi. Đánh nhau trên biển này không hiểu sao đánh skin toàn thấy trượt nhỉ, khó đánh thực sự luôn. Đánh skin nãy giờ toàn trượt. Cái chữ X này có vẻ hơi khó đánh, cái tầm đánh của nó hơi nhỏ. Ok anh em nhé, để mình tập trung mình xử lý cái thanh niên này đang gian si chạy ra đây phá. Rồi xong rồi, mình spam chiêu vật vã thì thanh niên này cũng chết rồi, đánh mất quá nhiều thời gian luôn. Ok anh em nhé, video thì cũng dài rồi cho nên mình sẽ kết thúc cái video ở đây nhé. Anh em bấm giúp mình một lượt like và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nhé. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.